Rồi xin lỗi, không biết rồi, xin lỗi. Nhưng mà buông ra rồi tự nhiên nắm em xuống làm gì? Em còn đâu đứng... có thấy đâu. Em còn đứng trên đó mà. Bà mở ra coi. Không. Không cái quả. Bể gò má. Rồi nha. Rồi, xong phim. Giờ mấy cái top rock Phúc Quốc rồi súng ke rồi này kia được thôi à, mấy cái đó. Được không? Thầy cứ ghép vô được không? Thật ra vẫn được nhưng mà để em kiếm chỗ. Có nghĩa là lát nữa mình sẽ sắp xếp lại. Anh nhớ cái đôi hôm qua không? Cái cầm đôi cầm chân không? Hôm qua là mình làm cầm đôi xong, mình chuyển qua một mình chỉ, đúng không? Bây giờ mình sẽ làm một mình chỉ trước, xong rồi mình sẽ mới cầm đôi. Thì trong lúc mà một mình chỉ á, thì anh ở dưới đây là anh cầm khoảng 3x8 tới 4x8 để anh muốn làm gì cũng được. 4x8 rồi 3x8. 3x8, 4x8 đi, anh cứ làm dư dư đi, có gì mình cắt ra. Rồi, freestyle nha. 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, đổi 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 1 2 3 4 5 6 7, vô. Rồi buông ra. Ai, sao vậy? Đập trúng đầu tôi rồi. Sao nắm em xuống vậy? Tự nhiên lo em xuống gì vậy? Anh đâu có lo đâu. Anh là người nắm tay lo em xuống. Ủa? Rồi xin lỗi, không biết rồi, xin lỗi. Nhưng mà buông ra rồi tự nhiên nắm em xuống làm gì? Em còn đâu đứng... có thấy đâu. Em còn đứng trên đó mà. Bà mở ra coi. Không. Không cái quả. Anh bể gò má. Rồi nha. Rồi xong phim. Thôi chết rồi. Bầm đó mà bầm. Đưa ra tôi giải quyết cho nè. Bây giờ lao đi thôi. Đây. Đau lắm, có bị gì vậy? Nè, chỉ đó. Bầm cho cái gương đi. Đau. Hết rồi. Ai vô ghét? Không phải bầm đâu, mới bầm đâu. Bầm, đau lắm. Hết rồi đó. Hết bầm thấy chưa? Đúng không? Nè, nhìn lên. Đau kìa. Hands up nha. Rồi, hands up. Ta nha. 1 2 3 4 5 6. 5 6 7, lên. Wow. Từ từ. Giữ xíu cho mấy bé đi rồi di chuyển đi. Hạ xuống cái thầy đi. Rồi. Sao rồi? Ủa, gì vậy? Mới ngủ dậy. Không sao, mạnh mẽ lên. Không sao hết. Thôi giỏi, cố gắng lên. Khi mà con bị chấn thương á thì con cũng rất là buồn. Nhưng mà thì những cái sự nỗ lực mà con đã làm á, với lại mấy cô chú cũng đã tập luyện cho con, lỡ bỏ thì không có được, cho nên con phải cố gắng để lên tháp. Dập chiếc banh gì mà chúng mà dập muốn chưa nghĩ rồi. Cái bông chiếc bọn. Đúng bây giờ. Lên đây đi chơi mà. Bye.
Rồi các bạn vô hàng nè, cùng nhau nha. 1, 2, 3. Kính chào mọi người ạ. Wow. Phải nói là một màn trình diễn rất là sôi động và rất là chuyên nghiệp. Chúng ta có thể thấy là cái phần tinh thần mà đẩy lên, khán giả đã hò reo và cổ vũ cho mình như thế nào rồi. Thì không biết là thầy Hùng là xem cái bài là như thế nào ạ? Phải gọi là wow. Cảm xúc bây giờ rất là quá là ấn tượng với bài diễn của đội Tắc Kè Hoa. Ban giám khảo không nghĩ là các bạn có thể làm được một cái bài đến như vậy, vừa động tác tháp vừa động tác đen và đẩy cao trào dần đến cuối cùng mà từ bất ngờ đến bất ngờ khác. Thật sự là ấn tượng rất là nhiều. Thật sự là mình đang nổi da gà. Đúng rồi, nổi da gà. Vẫn chưa hết cái cảm xúc lâng lâng đó, từ những cái tung của Buka lên phải gọi là đạt đến cái trình độ biểu diễn rất là cao. Không nghĩ là một nghệ sĩ trải nghiệm bộ môn chinh binh mà có thể vươn cao đã dạng như một vận động viên như vậy thì quá là bất ngờ cho buổi ngày hôm nay luôn á. Đội này có hai nhân tố đội chiều quá mạnh. Thật sự là quá mạnh. Và những cái màn mà kết hợp trên không nâng tháp cũng như là ở dưới của hai đội trưởng cũng rất là tuyệt vời. Đội trưởng dù giỏi nhưng mà các bé vẫn đang làm lu mờ đi cái phần vừa rồi. Nhất là bé ở giữa là bé Anh Thư đúng không con? Bài hôm nay của con từ biểu cảm, từ kỹ thuật và sự tự tin nhân tháp này thật sự là ấn tượng. Con cũng là một chiến leader nhí ở đây. Và đặc biệt là cái màn nhào lộn của bé rất là xuất sắc, thực hiện 3 động tác khó liên tục. Theo như mình được biết thì trong quá trình tập luyện thì bé Anh Thư hình như cũng có chấn thương. Và hôm nay đã thi đấu mà gọi là một cái màn trình diễn rất là xuất sắc. Và bên cạnh bé Anh Thư thì có những bé khác cũng rất là nổi trội trong cái phần lên tháp của mình. Đặc biệt rất là tự tin, rất tươi. Và đội hình này nhìn dường như là các bé thể hiện rất là đồng đều nhau, thể hiện tinh thần đồng đội rất là cao. Và để khen thì không biết là mình khen khi nào mới hết. Bài diễn quá tốt, các bé quá đồng đều. Đây là một bài diễn hoàn hảo từ đầu đến cuối bài. Và vượt qua những cái trục trặc ban đầu khi mà mình chuẩn bị. Và mọi người đã trở lại để mang cái năng lượng rất là tích cực đến cả mọi người ở đây có mặt ngày hôm nay. Cái cách tụi con biểu diễn là một cái cách biểu diễn của một nghệ sĩ. Tức là tụi con không có bị gọi là mất tập trung, không có bị gọi là quá nhiều cái yếu tố khách quan ở bên ngoài ảnh hưởng. Tụi con rất là tập trung vào bài diễn. Tụi con bước ra thể hiện giống như là một gọi là một bài thi hoàn hảo, giống như là đi thi. Em cảm giác nó giống đi thi chuyên nghiệp. Đúng. Chính xác. Cho nên là cảm ơn tinh thần cheerleading của tụi con rất là nhiều. Cảm ơn tụi con. Sau khi coi các con xong á, cảm thấy là thực sự là cảm thấy là các con rất là tạo cảm hứng cho cô. Thực sự là cô biết là những cái yếu tố này rất là khó. Giữ thăng bằng. Thứ hai nữa là cái khuôn mặt bên trong bão tố nhưng mà bên ngoài vẫn phải bình lặng. Nó rất là hay mà thật dạ, sự là ở trong là các cô hồi hộp quá, cô không làm được đâu, cô không làm được, cô hồi hộp quá, sùm hết trơn là em cũng rối theo luôn á. Nhưng mà cô Buka có nói các bé là dù bất cứ chuyện gì xảy ra các con cũng phải cười thiệt là tươi, một nụ cười xoa tan tất cả mọi thứ. Và các bé ngày hôm nay đã làm được như vậy, em thấy rất là vui. Hôm nay rất là xuất sắc luôn. Dạ. Thật sự là được chứng kiến quá trình tập luyện của 3 đội, từ đội Mèo Ngầu, Kiến Càng, Tắc Kè Hoa. Không phải là chỉ trong bài diễn thôi mà trong quá trình tập luyện thấy được sự cố gắng tập luyện, mồ hôi, thậm chí cả nước mắt, chấn thương của cả 3 đội. Từ sự cố gắng từ đó lại truyền cho các đội trưởng cái sự quyết tâm để tập luyện hơn. Cái cảm xúc nó giống như mình được tua lại cái mình là một người cheerleader. Từ cái quá trình mình bắt đầu tập luyện, mình nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó, nó làm cho Hùng rất là trân trọng. Cảm ơn các thành viên nhí và 6 đội trưởng đã cho Hùng được thấy được cái sự cố gắng đó, thấy được cái tinh thần chiến binh. Và bản thân ban giám khảo đây cũng cảm nhận được cái nguồn năng lượng mà mình đã từng có trong tuổi trẻ luôn. Và bây giờ mình nhìn thấy được cái tinh thần đó đang phát triển lên từ những cái mầm non. Các bé trải nghiệm bộ môn này và dần dần các bé đã cho mình thấy được tinh thần cheerleader là gì. Và ước gì mình nhỏ lại như vậy và mình tập luyện cheerleader lại để mình tận hưởng cái cảm giác đó. Cảm ơn rất là nhiều các bạn đội trưởng, các bạn biên đạo, các bạn hỗ trợ và các chiến binh ở đây. Riêng với bản thân mến thì hôm nay đã đến đây ngồi ở đây và cũng rất cảm ơn chương trình Chiến binh Tí Hon đã cho mình một cái trải nghiệm, một cảm giác mới lạ khi mình nhìn các con ở lứa tuổi nhỏ tập luyện và các nghệ sĩ tập luyện và thi đấu như thế nào. Một lần nữa thì cảm ơn chương trình đã cho ban giám khảo có một trải nghiệm mới lạ như vậy.
Hồng ơi, không sao, cố lên, cố lên. Có vẻ như Gia Huy đã khóc. Hết giờ. Hết hiệp 1. Ở bên đội xanh là mấy bạn quá lớn, mấy bạn quá mạnh hơn các bạn mình. Các bạn mình nữ không à, cho nên là và không ai biết đá banh hết. Cho nên là mình có thua cũng không sao. Mình chỉ cần cố gắng hết mình thể hiện thôi. Đúng rồi con. Rất tuyệt vời, Simba đang có bóng. Từ từ thôi. Gia Huy đang cố tìm một bàn thắng cho đội của mình. Tiếp tục, ép lên. Còn như vậy. Bên đó đang mạnh quá, ai chơi lại. Không sợ đối thủ mạnh, mình chỉ sợ là mình không có quyết tâm thôi. Em rồi. Cố lên. Bây giờ thử nha. Thử chiến thuật mới nha. Đội thủ môn. Kiểm soát lại trận đấu. Giành lại. Đó, chạy lên, đúng rồi. Chạy lên. Rút về. Quay lại nè. Tấn công đi. Hay lắm Simba ơi. Ôi, nhiệm vụ của con là gì? Kêu các em dồn lên rồi mình phát bóng lên. Kéo lên. Simba đang có bóng. Khát luôn. Tiếp tục đi. Một pha va chạm. Không sao cả. Một pha thay đổi chiến thuật rất chất lượng đến từ đội Mèo Ngầu. Phúc Khang và Simba ra ngoài nghỉ ngơi. Thay vào vị trí đó là ba tuyển thủ vô cùng xuất sắc: Min Han, Bé Kem và Mai Chi. Đây là một cái đội hình mạnh nhất từ trước đến giờ của đội Mèo Ngầu. Rất tuyệt vời. Không sao, mấy em nhỏ không ạ. Ngọc chạy ra, Ngọc. Ngọc ơi, cố lên gắn đội nha. Dễ thương quá. Đúng rồi, yeah. Báo không? Rất tuyệt vời màn tấn công chấn động của Mai Chi và Bé Kẹp và Min Han. Và Mai Chi cũng không kém cạnh Mai Chi. Thấy cưng quá à. Bảo Ngọc đau rồi kìa con. Đi ra con, Bảo Quyên vô, Bảo Quyên đang có một đường truyền rất đẹp. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Hết hồn rồi. Bé Kem có một pha đụng đích rất tuyệt vời. Thủ
môn Khánh Vân vẫn rất tuyệt vời. Một cú ném chất lượng đến từ Khánh Vân. Một trận bóng ném rất tuyệt vời. Khánh Vân ném qua. Khánh Vân ném qua. Mình nhảy lên. Rồi con đấu tiếp được không? Ok, anh cười lên. Cười lên. Yeah. Rồi đưa tay. Yeah. Chơi tiếp được không? Em học chiêu này từ lúc nào đấy? Trở lại với các chiến binh nhon ngày hôm nay ạ.